được một ngày không? Mình mang toán là đồ ngon, mình đói có thể ăn sẵn luôn. Chị Trang mang mấy cái đồ linh tinh ý để xem chị có qua được một ngày không. Ở trong rừng rậm như này có rất nhiều côn trùng, thời tiết thì rất là âm u, có thể ngủ bất kỳ lúc nào. Đầu tiên mình sẽ làm một cái lều để làm nơi trú ẩn nhé. Các bạn ơi, hôm nay mình đã mang theo nước để đề phòng, tại vì trời hôm nay rất là âm u, không còn nắng. Nếu mà trời có nắng, chúng ta có thể tạo ra nước bằng cách để lớp bốc hơi lên nha. Chúng ta còn có cách để làm ra lọc nước, nhưng cách đó không an toàn, tại vì trong nước có rất nhiều vi sinh vật có hại cho cơ thể. Một lát nữa mình sẽ đốt lửa để tạo ra nước có thể uống được nha. Có thể uống được nha.
toàn. Wow, lên bậc xinh quá.